Miu khoe xế hộp tự sắm sau khi chia tay bạn trai thiếu gia. Nữ diễn viên thu thập khá ổn từ làm nghệ thuật và thiết kế kinh doanh shop thời trang. Miu tự lái xế hộp mới cấu cạnh màu trắng đi uống cà phê cùng bạn. Chiếc xe của nữ diễn viên có giá hơn 1 tỷ đồng do cô tự sắm bằng thu nhập đóng phim, làm mẫu quảng cáo và thiết kế, kinh doanh cửa hàng thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp chứng tỏ không có đại gia nào bên cạnh, cô vẫn có cuộc sống thoải mái bằng chính sức lao động của mình. Khi còn yêu thiếu gia Phan Thành, diễn viên thiên mệnh anh hùng thỉnh thoảng bị bắt gặp ngồi trên siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng cùng bạn trai đi ăn uống và hẹn hò. Miu xinh tươi sẽ bước với trang phục do chính cô thiết kế. Nữ diễn viên từng đỗ á khoa ngành thiết kế thời trang của Đại học Kiến trúc. Vẻ đẹp mong manh dịu dàng của Miu giúp cô được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Nữ diễn viên thảnh thơi ngồi uống cà phê cùng bạn ở Sài Gòn. Miu sắp trở lại với khán giả màn ảnh rộng qua vai diễn trong phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, đóng cùng hot boy Harry Lu. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.